Và sau 3 nhiệm vụ đầu tiên mình đã làm rất là khá là tốt rồi, và hiện nay hôm nay mình sẽ tới một nhiệm vụ khá là hay và khá là đặc biệt, và có tên là Tubular Assault. Thì nhiệm vụ này là hình như là các bạn phải tới giết tất cả toàn bộ những hàng khủng bố trên một chiếc máy bay. When I was little, my savta taught me that silence was a woman's best garment. But I have to admit, I never really took her advice to heart. Airplanes have long been targeted for terrorist attacks. The mobility and the high-profile nature of the attack against random victims appeals to organizations looking to make a name for themselves. This kind of attack, if successful, can make their cause known and increase member recruitment. Tubular assaults provide very little cover and minimal escape routes. The FBI SWAT operator Ash will be deployed for this situation. Her breaching rounds enable you to aggressively seize and control lines of fire. Eliminate the terrorists. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Cái vụ này buộc là cái mình phải theo một số quy trình, tại vì địch nó đi rất là đúng hướng và thường là nó rất là cẩn thận. Ok, mình làm nhanh cũng được. Sẽ đang có một thằng ở đây, thường á là mình sẽ bắn xuyên qua chỗ này, tại vì nó ngồi ở đây luôn. Nhưng mà mình nhiệm vụ bảo là mình lean qua, kiểu như là nghiêng qua để bắn nó, thì mình sẽ tiếp tục bắn nhanh. Đó, bắn phải bắn làm sao cho bất ngờ nhất có thể để nó không thể nào kiểu đỡ lại được. Còn nếu các bạn nào bắn quá chậm, nó sẽ khiến là nó bắn trả lại các bạn rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ hạ một con drone đây để hù một thằng đứng ở đây. Đó, sẽ có một thằng đứng ở đây. Nhưng mà mình sẽ đợi nó đi, cái mình sẽ bắn nó liền. Ok, ngon. Để mình lấy cái con này là tiết kiệm là. Thì thường sau đó sẽ có một thằng đứng ở đây và các bạn phải bắn một cách bất ngờ nhất để nó không thể kịp đáp trả lại các bạn. Một thằng nó sẽ đi ra đây. Đợi kiếp kiên nhẫn là trên hết. Bắn làm sao cho bất ngờ nhất để nó không thể kịp đỡ lại được. Ok. Và thường là sẽ có một thêm thằng ngay đây nữa. Nhưng mà mình sẽ tấn công ngay đây luôn. Đó. Trong đây thường là sẽ có hai thằng. Bây giờ mình sẽ thả một con điều khiển nhỏ nhỏ vô để khám phá tụi này cái đã. Nhưng mà khoan, trước khi vô mình sẽ khám phá ngay đây có một thằng nữa. Ô, thằng này đứng ngồi cứ như đang ngủ vậy bà. Đứng kiểu đang đang coi phim, đứng nghiêng người vãi thật. Đó, còn một thằng ở đây và một thằng ở đây nữa. What the fuck, right? Cứ bắn thoải mái đi em. Má, throne của anh không phải đi chân. Ok. Và nếu mà nó ra thì càng tốt, còn nếu nó không ra mình cứ... Ok, mình sẽ bắn xuyên qua này rồi. Đó, một em. Còn nếu mà thằng này thường này thường là sao, thằng này nó sẽ đi ra nhưng mà không tùy lúc, cho nên mình sẽ vô luôn. Rồi, ngon. Còn thằng cuối thôi. Ui, nhưng mà thường là bên đây nè. Đó. Tại thường cái chỗ đó nó bắn xuyên không được. Nếu các bạn bắn từ bên kia qua bên này cũng sẽ không chính cái thằng bên này. Tại vì đây có cái này thường khó đâu, rất là khó phá. Ok, mình sẽ quay trở lại cái khu bên này, còn 5 đứa nữa nhé. Ê không, mình sẽ không dùng cái này mà là mình cái này smoke rồi. Đó, một thằng. Đó, sẽ có một thằng ở đây. Thường nó sẽ không thấy mình tại vì mình thả smoke đó rồi. Mình thả smoke thêm phát ngay đây nữa. Rồi thường sẽ có hai thằng đưa từ đây ra. Mình phải cẩn thận. Đó 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 đó. Một thằng ở đây nữa, đúng rồi, chính xác luôn. Còn một em ở đây. Ra nữa là đẹp gái luôn. Thường á là thằng này nó sẽ đi chung với thằng này, nhưng mà thường nó sẽ đổi hướng lên chỗ này. Do mình đổi cái hướng đi á cho nên nó sẽ đổi hướng lên chỗ này. I know you were there man. Haha.
cái nhiệm vụ nó khá nhiều cách để làm. Nếu như mình bắn phía dưới trước và hai thằng kia không bị phát hiện hoặc không bị khói á, thì hai thằng kia sẽ ra cùng một lúc đó, hoặc không á là nó sẽ đổi hướng, nó đi ngược lên hướng của mình và mình phải buộc phải cẩn thận hơn. Khi nếu mà mình chỉ cần ngồi trong cái khung đó là ok, realistic khá là dễ. Và bây giờ mình sẽ quay tiếp cái phần tiếp theo của tựa game Rainbow Six Siege. Và lần này là mình sẽ quay tiếp cái phần 5 là Code Zero. Hiện tại là mình cũng chưa làm được có mấy sao, nhưng mà mình làm mới được có 1 sao thôi. Giờ mình sẽ xem lần này mình có làm được 3 sao hay không. Do you know what an artist and a sniper have in common? Details. Like when a touch of color is out of place. When a shadow does not match with its surroundings, or when a shape is not where it is supposed to be. The only difference is the stakes. Mine are higher. The enemy has taken a hostage and equipped one of their members with a bomb vest. Ideally, your first bullet should neutralize the bomber. This is a Code Zero situation. Glass uses an OTS-03 short sniper rifle equipped with a scope and silencer, which enables him to eliminate hostiles from long and short range. Once you secure the hostage, smoke grenades can provide visual cover as you move between the buildings and shipping containers to the extraction point. Hostage located. Nhìn khá là epic đấy chứ. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Và mình sẽ tập trung vào cái việc giải cứu con tin lần này. Ok, và đây sẽ có một thằng đứng ở đó. Đó, đang đi. Để mình nhắm bắn cho chúng trên chính xác. Có một thằng ở đây nữa. Headshot. Tại vì cái súng mà chúng ta đang được xài á, đây là một cây sniper rifle, một cây súng nhắm bắn rất chính xác. Cho nên chúng ta chỉ cần tiết kiệm đạn một tí là chúng ta có thể giết được tụi nó ngay. Hai thằng ở đây nữa. Đó, và một thằng núp đằng sau cái xe này nữa, nhưng mà ít khi nào nó xuất hiện. Có thể là nó nấp đằng sau cái xe, nhưng mà các bạn phải lại gần để lôi nó ra, hoặc bắn dưới chân nó để lôi nó ra. Nhưng không sao, cái đầu lúc nào nó cũng nhú lên hết đó. Các bạn chỉ cần bắn hù nó một cái là nó đứng lên ngay. Hay là dễ. Đó, thường là mình sẽ ngắm mé mé để bắn thằng này trước xong rồi mới bắn thằng kia. Nhưng không sao, tại do mình đã xử lý hết rồi. Và chúng ta chỉ còn hai thằng ở đây. Và chúng ta chỉ cần đợi nó ra để bắn thôi. Đó, và chúng ta còn một thằng bomber nữa. Nếu chúng ta may mắn chúng ta có thể bắn một phát ngay đầu luôn. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn là nó sẽ ra. Đó, headshot. Và chúng ta vẫn chưa mất giọt máu nào, khá là dễ. Và chúng ta sẽ quay lại cái chỗ khác. Thay vì chúng ta đi vào cái đường đó, tại vì nó rất là đông. Khi mà mình vô là nó sẽ đứng ở đó và chặn đường vô các bạn. Và thay vì đi đường đó, mình đi đường này hơn. Ok. Đây, tới đây. Ngay trong căn phòng này nó sẽ có một thằng đứng ở đây. Mình biết nó đứng ở đó cho nên mình kiểu như mà mình chọi hẳn một quả bom vô luôn. Đó, quá chuẩn luôn. Mấy công nhận chơi trước nhiều lúc cũng có lợi lắm ấy chứ. Gì đẹp trai Coca Cola. Bả thật. Ok, mình sẽ lên đây. Và khi bạn nhắm vào cái cửa sổ này á, nó sẽ có một thằng nó bắn bạn liền ngay lập tức. Nếu bạn hên, các bạn chỉ cần bắn một phát headshot là nó, các bạn không cần phải làm gì cả. Đó, headshot hai thằng luôn. Thường nếu mà bạn nào lỡ như các bạn nào không headshot được cái thằng bên kia và nó bắn bạn, và chỉ cần đơn giản bạn núp đi. Các bạn chỉ cần núp vô lại và các bạn qua bên này và các bạn nhắm mắt qua đây, tự động nó sẽ đi qua cái điểm này. Và các bạn chỉ cần dễ dàng headshot nó mà thôi, khá là dễ. Ok, và chúng ta đi tiếp nhé. Rồi thường điểm này á là sẽ có một thằng nó đứng ở đây, chính xác là vậy. Và thường nó không để ý mình đâu. Một thằng ở đây nữa. Nhưng mà chúng ta đánh bất ngờ đi. Ồ, thằng đó đâu rồi ta? Mình bắn xuyên smoke vậy mà nhiều lúc cũng phải bắn nhầm nhiều lúc lắm mới trúng. Và mình phải nhìn cả cái dấu chấm đỏ để mình mới thể thấy được từ nó. Và các bạn đừng có nghĩ là phần này là cái tường nó sẽ đục được nha, hơi khó đó.
thường là đường từ nó sẽ không đục được đâu. Ok, và mình sẽ cho điều khiển vô cái đã. Bạn hiền của mình đây một thằng nhé. Ồ, nó bắn hư luôn con của mình rồi. Mình quên là đằng đây có một cái quả bom nữa. Đó, nếu bạn đợi thường là sẽ thằng kia sẽ xuất hiện ngay đây luôn. Nhưng mà nếu các bạn nào, ui, đó, vừa mới nhắc luôn. Đó, chính xác là vậy. Và bên đây còn một thằng nữa. Và rất là dễ dàng các bạn dùng mechanic của tựa game Rainbow Six, bắn đục tường là xong. Ok, và chúng ta đã dọn dẹp hết tất cả các lũ địch rồi nhé. Chúng ta chỉ cần đơn giản là vào đây lấy chút đồ đạc cái đã và giữ cứu con tin thôi. Các bạn đập ngay cửa luôn và đu xuống đây cái đã. Chỗ này là cái chỗ nhanh nhất mà mình có thể phát hiện được và nó tới ngay đợi chỗ mà mình cần tới luôn. Đây, các bạn chạy thẳng ở chỗ này nhưng mà đằng kia nó sẽ có hai thằng, cho nên vấn đề đó là mình đã để lại một vài quả bông bông khói để chặn tụi nó lại. Đó, sẽ có thằng đứng ngay cái container màu xanh kia. Các bạn chọn bó bom lên đây, đặt này xuống. Đó, và bên đây có một thằng nữa. Ồ, hình như mình vẫn còn trên 50 giọt. Tại cái nhiệm vụ này á là nó bảo là mình phải ít nhất cũng phải trên 50 giọt và headshot thằng bomber cái kiểu. Đó, khá là dễ và chúng ta chỉ cần đơn giản là cầm cái thằng này và chạy ra chỗ này thôi. Và làm dưới 7 phút. Hiện tại mới có 5 phút mấy à. Giờ là mình làm cũng khá là nhanh rồi đó. Đồ, nhìn cái súng bự quá. Ồ, realistic khá là dễ nếu các bạn nào biết cách bắn thôi. Đó. Đó, lần này mình đã làm thêm được hai cái sao nữa là trên 50 máu và dưới 7 phút. Quá là nhanh luôn. Menu đây. Để làm tiếp cái nhiệm vụ thứ 6 tức là Asset Protection. Cái nhiệm vụ này các bạn phải bảo vệ một đứa con tinh hay gì đó qua ba cái wave của kẻ địch. Và nhiệm vụ này rất là khó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn và mình lát mình sẽ giải thích tại sao và các bạn nên làm như thế nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc nhất. Ok, bắt đầu ngay luôn. I know what you're wondering. What's in the canister? I could tell you, but then I'd have to kill you. I'm only mucking about. Relax. As for what's in the canister, it's best you don't ask. Asset protection is an essential skill. You need to hunker down and fortify your location from approaching hostiles in order to protect the asset. Force enemies to launch a ground assault by cutting lines of sight, eliminating their ability to target the asset from long range. Gain a tactical advantage by creating choke points and eliminate hostiles as they approach your location. A member of the SAS, Smoke, is equipped with remote gas grenades. Smoke's remote gas grenades are an effective deterrent to keep hostiles at bay. Oh, bây giờ mình phải làm rất là nhanh. Về cái nhiệm vụ này yêu cầu là các bạn phải lúc ban đầu các bạn phải nhanh thật là nhanh để có thể dựng được những cái này. Các bạn nhớ dựng reinforce ngay chỗ này nha. Tại vì nó rất quan trọng về sau. Và các bạn dùng một cái barricade ở đây. Địch nó sẽ hay tới chỗ này cho bạn đạt một quả bom C4 ở đây. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một quả bom gas ở đây. Và đóng cái chỗ này lại. Làm càng nhanh nhất có thể để các bạn 15 giây các bạn có thể dư sức. Các bạn mở thêm một cái reinforce ở đây nữa để chặn nó lại.
Và lát mình sẽ giải thích tại sao các bạn nên làm như thế này. Và đây là cái mà các bạn có thể lấy, và các bạn quay trở lại đây với refill khoảng 2 cái đi. Là lấy cái reinforce, là để chặn thêm một phát nữa, nó không thể nào đặt bom xuyên qua được. Các bạn cứ lấy 2-2 cái thì không sao đâu. Tại địch nó cao lắm, nó chỉ nổ mà nổ một cái thôi. Ok, các bạn đóng thêm đây một cái nữa. Các bạn chịu khó nghe tiếng chân. Và các bạn, nếu mà thằng nào có bước qua cái cửa đầu tiên, là cái cửa bên này đây. Đó, và các bạn bấm F liền. Thường là nó sẽ giết cả hai đứa, nhưng mà để xem trong tình hình này nó giết được khoảng bao nhiêu đứa. Một đứa nè. Thường sẽ có một đứa xuất hiện nữa. Và một thằng đứng ở đây đặt qua mỏ bom ngay đây. Đó. Đó đấy, các bạn nào nghe tiếng thịt thịt ở đó, các bạn bấm nút. Đó. Thường là bom nó chết ngay đây rồi nè. Đó, các bạn đặt thêm một bom ở đây nữa. Thường là cái chỗ mà các bạn khi mà bắn cái gas grenade sẽ giết một lần hai đứa luôn. Nhưng mà trong tùy trường hợp nó sẽ không giết được hai đứa mà giết được một đứa, các bạn chỉ cần đợi nó vô thêm một lần nữa là ok. Các bạn đặt thêm một cái nữa. Và các bạn lấy thêm cái reinforce thở cỡ thêm hai cái nữa là ok. Đó, quá ngon, quá đẹp. Giờ mình đã cảm thấy bản thân mình giống như bắt đầu giống như ơn tinh tế rồi. Các bạn này làm càng nhanh thì càng tốt thôi. Các bạn nhớ để ý, nếu có ai... Đó. Đó, còn một thằng nữa. Rồi đó, vô tình là nó chết luôn. Không, nó sẽ không nổ bên đây đâu, thường nó sẽ cho kích nổ chỗ này. Nhưng mà các bạn phải để ý. Đó, ok, ngon lành. Thường là nó sẽ lâu lâu nó sẽ đổi hướng đi. Nhưng mà không sao, các bạn cứ để một quả bom ở đây. Và một quả bom gas ở đây là chắc ăn hơn. Nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Và các bạn để reinforce, ok, ngon lành luôn. Rồi, một cái cuối cùng ở đây. Cái khúc cuối này sẽ rất là dễ cho các bạn đó. Các bạn nào chỉ cần an tâm ngồi chỉ cần canh cái đống xác tụi này và nghe tiếng bước chân là ok. Má thanh niên gì đây? IS hả? Làm gì bị vô tới đây luôn vậy? Đó, và nó phá không được, với chuyển xe sẽ chuyển sang bên đây. Đó, và sẽ có một thằng ở đây nữa, các bạn phải kiên nhẫn. Nó sẽ đàm lấy một cái... Thường á là nếu mà các bạn đợi cho nó reaching charge sẽ còn hai thằng bên đây nữa cuối cùng luôn. Mình đợi cho nó mở cái đã. Thường nếu các bạn cái thằng mà đem cái bom nổ kết nổ vậy đây nè. Thường á nó sẽ rất là bất cẩn khi mà các bạn. Đó. Hàng kia đang chạy lên. Mình đợi cái đã. Một đứa. Và đứa cuối cùng là nó thôi đó. Thì đứa cuối cùng này các bạn có thể dễ dàng truy lùng nó ngay đây. Nó ngồi đằng sau cái chỗ này. Ok, không sao hết. Quá đẹp luôn. Quá xong, quá nhanh và quá gọn. 3 sao luôn nhé. Finish the situation at least. Còn hơn 50 máu, chia sử một cái smoke grenade rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn vào cái vỏ và cái nhiệm vụ mới, cái tên là Neutralize Cell. Thường Neutralize Cell là những cái Neutralize Cell là những cái quả bom min nhỏ gì đó. Các bạn nếu bạn lại gần nó sẽ phát nổ. Cho nên nhiệm vụ này khá là khó và các bạn cần buộc phải rất là cẩn thận.
have operational clearance to eliminate a high-value target on American soil. This group is highly trained, well-funded, and has access to military-grade ordnance. They are fanatical and have no concern for their own personal safety. They have heavily fortified the area with traps and explosives designed to destroy any trace of their organization. For this situation, IQ will be deployed. She can detect electrical signals with her Red Mate 3 Spectre. Eliminate the terrorists. Ok, và chúng ta làm nhiệm vụ này. Nếu các bạn, nhiệm vụ này cũng không gọi là quá khó, nhưng mà các bạn nào không đi đúng nó sẽ dễ bị phát hiện và dễ bị chết, bởi tại vì nó có nhiều cái nitro cell và được đặt hầu như là khắp mọi nơi cái chỗ này. Và nếu các bạn chỉ cần bất cẩn một cái là bạn hệ nổ bị banh, nổ banh xác luôn. Và các bạn hạn chế, nếu các bạn nào không cố gắng headshot những thằng nào các bạn thấy. Đó, cũng khá là dễ. Và bên đây sẽ có một thằng ngay cửa sổ nữa. Đó, bomber. Các bạn làm sao tránh để cho nó phát hiện, tại vì mỗi lần nếu mà nó phát hiện một chuyện thì sẽ rất là khó hơn. Và khiến cho bạn nguyên cái cách mà hướng dẫn này nó sẽ trở nên công cốc hơn, tại vì nó sẽ báo động toàn bộ những cái đứa khác và các bạn nào không thể nào biết được địa điểm của nó ở đâu. Và ngay đây sẽ có một thằng nhá. Các bạn spot nó trước đã. Thường là nó cũng đứng chỉ đúng một chỗ thôi. Đó, quá dễ luôn. Rồi và chúng ta đi tiếp. Và chúng ta chạy một vòng ra tới đằng sau luôn nhé. Tại vì chúng ta không thể nào đi một cách Rambo được nếu mà chứ đó là phần sâu. Và chúng ta giờ tìm cách một cách là lén lút hơn, stealth hơn. Ê, bấm nhầm nút rồi. Đây, đây là những cái nitro cell các bạn nên cẩn thận. Nếu các bạn lại gần những cái này quá là nhiều á, nó sẽ phát nổ ngay lập tức và các bạn nào chết ngay lập tức luôn á. Và ngay chỗ này các bạn khoan hãy chạy, các bạn bấm thả một cái con ballot nhỏ ở đây đi, cho nó chạy ra tìm spot địch cái đã. Chỗ này khá là khó, các bạn phải cẩn thận một tí. Sẽ có 3 thằng địch lần. Như các bạn thấy là có 2 thằng đó. Và bất ngờ hơn là trên đây có một thằng nữa. Đây, đó là điều nhiều lúc mà mình chơi mình không để ý. Và mình xông vô nhiều lúc, nếu các bạn nào chạy qua kiểu chỗ này nè, chạy nhanh cái thằng ngay ra ngồi ở đây nó sẽ phát hiện, các bạn phải cẩn thận. Đó, nhiều lúc các bạn sẽ bắn hụt những thằng cái thằng này nhưng mà không sao. Có thể các bạn sẽ vô bên trong, nếu các bạn nào không thấy được cái thằng bên đây á thì á, các bạn chỉ cần ra đây đi nhẹ nhàng thôi. Và lean cái đã. Thì thường á các bạn nên giết hàng bên phải trước. Đó, đục tường. Mình khuyên là các bạn nên đục tường hơn đó. Hơn là các bạn chỉ mặn hẳn vô mặt nó, tại sao lúc các bạn nhìn được nó sẽ bắn bạn ngay lập tức và các bạn có thể là sẽ chết và họ mất máu rất là nhiều. Cho nên các bạn, mình khuyên là các bạn nên bắn thẳng vô tường luôn. Và nếu nhiệm vụ này nó kêu là các bạn phải bắn mấy cái nitro cell thì các bạn bắn bớt vài cái cho nó hoàn thành nhiệm vụ sau vậy các bạn. Bạn phải làm hoàn thành cái này dưới 5 phút nữa. Ngoài ra cái tới đây các bạn phải cẩn thận bật cái nhiệm vụ nó đưa lên. Tại ngay đây cũng có 2-3 cái, nếu các bạn xong vào ngay lập tức các bạn chết ngay lập tức. Ok, và chúng ta đã sạch sẽ chỗ này. Chúng ta thoải mái xong vô thôi. Nhưng trước lên các bạn nên lên đây trước đã. Như chỗ này thì không có thằng nào hết á. Nhưng mà khi bạn quay chỗ này sẽ có một thằng nó ngồi ngay đây. Ngồi ngay cửa này luôn nè, các bạn phải bắn ngay lập tức. Đó, vừa mới gặp luôn. Và ngay phòng trước mặt mình sẽ có một thằng nữa. Các bạn phải cẩn thận cho nó spot kìa. Đó, spot một thằng. Ngay chỗ này thì ông thường là không có ai cả. Các bạn cẩn thận nha, các bạn phải làm sao đi làm sao và vừa mới bắn được nó là bắn được liền luôn, không thể để đây chờ được. Ồ, cái này là do mình rồi, nó bắn trước khi mà mình kịp trả lời. Và các bạn quay xuống đây thì chắc là mình bị mất một sao rồi. Và ngay đây cũng có thêm một thằng nữa các bạn. Nếu các bạn nào muốn chắc chắn hơn, các bạn lấy cái con đó lột và lôi nó xuống đây. Đó. Lôi nó xuống đây tại vì có một thằng ngồi ngay đó, nếu các bạn nào không chắc chắn thì các bạn nên spot nó trước. Nó sẽ chuẩn hơn. Và tới đây nhiệm vụ nó sẽ dễ hơn nhiều. Ồ. Thường á là nó sẽ có một cái wall
ngay chỗ đó để che cho nó lại, nhưng mà tùy lúc thôi. Nhú đầu lên đi em. Đó, và sau đó sẽ có 3 thằng chạy tới chỗ này. Các bạn chỉ cần kiên nhẫn đợi. Đó, và còn một thằng cuối cùng. Ồ, sao nhiệm vụ này là mình làm khá là tệ, tại vì mình mất gần hết máu luôn. Sẽ có 3 thằng ngay lập tức, nếu bạn nào bắn chuẩn á, các bạn sẽ giết được 3 thằng 3 cái headshot luôn. Đồ, cái này là còn hơi quá bất cẩn một tí. Nhưng không sao, chúng ta đã hoàn thành dưới 5 phút, khá là dễ. Và nếu các bạn nào cẩn thận hơn mình, nếu như các bạn khi mà các bạn lên lầu á, mà các bạn không bị cái thằng núp trong tường kia bắn á, thì các bạn sẽ giữ được máu nhiều hơn là so với như thế này. Và nếu các bạn nào bắn chuẩn hơn, và nếu mà cái chỗ đó không có cái barricade á, cái lúc mà còn một thằng đứng ngay đó, thì các bạn sẽ dễ dàng, ba thằng kia tới sẽ dễ dàng giết được nó hơn là so với khi mà có barricade và tụi nó đập ra. Các bạn nên cẩn thận hơn. Ok, và mình sẽ quay trở lại với phần 8.